Khôi rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến cả nhà mình một bộ truyện mới của một tác giả mới trên kênh của mình, đó là tác giả Ngọc Diễm với bộ truyện được mang tên là Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Khôi sẽ làm bộ truyện này trong vòng 2 tập và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với tập 1. Tiếng nhạc sập sình vang lên, rộn ràng một con xóm nhỏ. Người người trong những bộ quần áo đẹp nhất đi tới đi lui. Chả là hôm nay là ngày vui của nhà ông bà Thanh Hiền. Đứa con trai lớn nhà bà, sau 30 nồi bánh chưng, cuối cùng cũng lấy được vợ. Lâu lắm rồi, cái xóm tròn này mới có đám cưới. Họ hàng làng xóm kéo đến đông lắm. Đám trẻ con háo hức chạy ra chạy vào, theo chân cô dâu mà ngắm nhìn, miệng không ngừng khen. Chú thế xấu trai mà lấy được vợ xinh thế. Đám rước dâu tưng bừng trong tiếng pháo nổ của đội thanh niên. Tiếng chúc tụng, tiếng cụng ly, rồi tiếng người hai ba vô hào hùng càng khiến cho đám cưới vui hơn bao giờ hết. Hơn 12 giờ, số bàn còn lại trong rạp chỉ còn gần nữa. Nhung chính là cô dâu và cũng là nhân vật chính của ngày hôm nay. Cô thấy nghi thức đã xong, người cũng về bớt, liền chạy vào phòng. Muốn thay bộ váy rườm rà bằng một bộ nhẹ nhàng để tiện đi tiếp khách và còn dọn dẹp nữa. Vừa bước vào trong phòng, còn chưa kịp đóng cửa lại thì một bàn tay chặn lại cánh cửa cô đang đóng. Bà Hiền, mẹ chồng cô, bước vào. Bà nở một nụ cười tươi thân thiện. Những tưởng bà vào dặn dò điều gì, nhưng không. Điều bà nói ra khiến Dung sửng sốt. Đưa vàng đây, mẹ cất cho. Rồi có việc gì thì bảo mẹ, mẹ đưa lại. Chứ chúng mày để lung tung mất đấy con ạ. Cứ ngỡ bà dặn dò thay đồ xong ra tiếp khách hoặc quan tâm bảo mình đi ăn. Dù gì từ sáng đến giờ cũng chưa ăn gì. Con ngỡ đâu, vừa xong lễ cưới, váy còn chưa cởi ra. Mới bước vào phòng, bà nói luôn cái điều mà Nhung không bao giờ ngờ tới. Sau câu nói bất ngờ của bà, Nhung đứng hình mất mấy giây. Nhưng mà may thay, trước lúc lấy chồng, mấy chị em gái nhà Nhung có ngồi lại nói chuyện với nhau. Bà chị cả Nhung bảo: Vàng hồi môn với tiền cưới ấy, bà mẹ chồng mày có hỏi hay ngỏ ý cầm giữ hộ thì đừng có mà đưa, nghe chưa? Đưa rồi không đòi lại được đâu em ạ. Nhung lúc đấy chỉ nghe thế thôi, chứ nào có ngỡ đâu. Tiệc cưới còn chưa tàn, bà đã lao vào hỏi ngay như thế này. Giả lại vàng đều là bên nhà ngoại cho, tiền mừng cưới bạn bè bên nhà ngoại cũng cho. Nhung đã cầm được đồng tiền mừng nào của bạn anh thế đâu. Hơn nữa, mang tiếng cưới con trai một, lại là đám duy nhất trong nhà, mà bà có cho phân vàng đâu, giờ lại đòi như thế này. Nghĩ vậy, Nhung chối khéo: Mẹ đợi tí nữa nhé, khách còn chưa về hết, với lại con còn chưa kiểm tra xem được bao nhiêu. Mẹ chồng Nhung gương mặt hơi trùng xuống, tỏ ý không vui. Bà ngó ra ngoài rạp, thay còn vài bàn bạn con trai nên cũng ậm ừ. Thôi thôi, thay váy ra tiếp bạn đi. Bà nói xong, quay người bỏ đi luôn. Nhung nghe rõ bước chân của bà nện xuống nền nhà, mạnh hơn thì phải. Nhung lo lắng, biên bây giờ chối được. Nhưng sau khi khách khứa về hết, bà lại hỏi biết làm thế nào. Vội rút điện thoại gọi cho mẹ. Tiếng điện thoại tút dài chờ kết nối vang lên. Tim Nhung cũng đập lên thình thịch. Chưa bao giờ gọi cho mẹ Nhung mà hồi hộp và mong mẹ nhấc máy như bây giờ. Sau mấy hồi chuông dài, mẹ cũng nhấc máy. Bà có vẻ ngạc nhiên khi mà mới đưa sang nhà chồng, con gái đã gọi về. Sao đấy con gái? Quên cái gì à? Hay là bên ấy có việc gì? Dồn ra bên ngoài để chắc chắn mẹ chồng Nhung không có ngoài đó. Hoặc bất cứ ai có thể nghe thấy cuộc hội thoại này. Mẹ ơi, chưa gì á, mẹ chồng con đã đi vào phòng, bảo con đưa tiền giấy vàng cho bà giữ hộ kìa. Mẹ Nhung thảng thốt. Hey, không đưa nghe chưa? Thế mày đưa rồi hả con? Con chưa, vừa rồi con phải chối khéo đấy. Nhưng mà lát khách về hết, bà lại hỏi thì làm thế nào?
Mẹ Nhung trầm ngâm giây lát. Mày cứ bảo là con cất được rồi, mẹ yên tâm, nhất quyết không đưa nghe chưa? Hay là cứ bảo con gửi bên nhà bà ngoại hết rồi, đám dạm hỏi cho được mỗi đôi bông vàng tay bé tẹo, cưới có trao dĩ đâu mà giờ lại đòi. Nhất quyết không đưa là không đưa, biết chưa? Nhung vâng dạ, rồi mẹ Nhung dặn dò mấy câu, chủ yếu xoay quanh vấn đề nhất quyết không được đưa tiền vàng cho mẹ chồng. Sau khi cúp máy, Nhung thay váy ra ngoài tiếp bạn. Tối hôm đấy không ngoài dự đoán, hai vợ chồng Nhung vừa kiểm tiền cưới tiền mừng xong thì mẹ chồng Nhung đi vào. Nhung giật mình, vội vã giấu tiền xuống dưới gối. Mẹ chồng Nhung ngồi xuống ghế, dán lên một nụ cười. Thế bạn mừng được nhiều không hai đứa? Nhung đang tính nói được ít thôi à, thì chồng Nhung cười toét miệng, khai. Bạn bè của hai đứa con mừng được hơn 30 mẹ à. Nghe thế, mẹ chồng Nhung cười toét miệng, bày đặt dè dặt nói. Thế hai đứa đưa mẹ giữ hộ cho, để sau này lấy vốn mà làm ăn. Chứ bây giờ chưa có mục tiêu, cầm rồi không kiểm soát tốt, tiêu hết đấy. Anh Thế chồng của Nhung ngồi bên, không thèm hỏi ý kiến vợ, liền cười cười vâng dạ. Vâng, hai đứa con vừa kiểm xong, tiền là được 38 triệu, còn vàng thì được 1 cây 6 mẹ ạ. Nhung thấy mắt mẹ chồng sáng rực lên khi nghe con số chính xác. Lúc đấy Nhung chỉ muốn dùng dậy mà quát cho thằng chồng mới cưới mấy phát. Mà kể cũng phải, mẹ ruột mà nên ảnh tin cũng phải. Bà Hiền mắt chờ đợi nhìn Nhung. Nhung ngập ngừng. Tiền này con giữ được mẹ ạ. Mẹ yên tâm, con không tiêu linh tinh đâu. Mẹ hỏi anh Thế đi, trước giờ con tiết kiệm lắm. Thế đúng kiểu gió chiều nào xoay chiều ấy, nghe xong mặt ngốc nghếch nói. Vợ con trước giờ tiết kiệm lắm. Bà Hiền nụ cười tắt vụt, mặt đanh lại. Có tiết kiệm thì cũng làm sao bằng mẹ được. Cứ đưa đây mẹ cầm cho, mẹ giữ chứ mẹ có ăn của chúng mày đâu. Lúc đấy Nhung còn ít tuổi, mới có 18 thôi. Với lại ban ngày, mẹ Nhung chỉ dặn không đưa, chứ có dặn phải đáp trả như thế nào đâu. Nhung lúng túng không biết nói gì, thì thằng chồng trời đánh của Nhung, nó lại ngã theo mẹ nó. Thôi đưa mẹ đi em, mẹ giữ hộ cho. Nhung liếc thằng chồng một cái sắc lẹm, lúc đó Thế mới im lặng. Bây giờ Nhung mới nhận ra mình vừa lấy phải một thằng chồng núp váy mẹ không có chính kiến. Nói đúng hơn là con trai cưng của mẹ. Bảo sao mà hơn 30 năm rồi không ai ở xóm trầu này dám lấy. Hỏi con nhà nào là nhà ấy sợ quá phải gả con đi dội. Rồi gặp Nhung mãi bên huyện bên, nhưng cũng có phải hai người trúng tiếng sét ái tỉnh đâu, mà là bạn của anh Thế giới thiệu. Hôm trước anh bạn đưa anh Thế qua nhà Nhung chơi, hôm sau anh Thế xuống đưa theo mẹ mình. Rồi kể từ hôm đó, ngày nào hai mẹ con cũng xuống. Bà Hiền dẻo mồm, cứ ngồi tâm sự tỉ tê với bố mẹ Nhung. Bà bảo về nhà bà thì bà nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, không phải làm gì hết. Bà không có con gái nên coi Nhung như con gái mình. Thay bà Hiền cũng khá giả, trong mặt mũi hiền lành. Thế thì không ăn chơi hút thuốc hay rượu bia gì. Còn Nhung cũng 18 rồi. Con gái trong nhà như quả bom nổ chậm, để lâu rồi không biết bao giờ chữa ảnh ra cho người ta cười vào mặt. Vậy là sau một tuần như thế, mẹ Nhung bảo cưới. Ban đầu Nhung không đồng ý, bởi cô cứ có cảm giác anh Thế có gì đó lạ lắm. Mà lạ chỗ nào thì cô lại nghĩ mãi không ra. Thành ra dưới sự thúc ép của bố mẹ, cộng thêm những lời đường mật của Thế, Nhung cuối cùng bị thao túng tâm lý mà gật đầu xuôi theo. Cũng vì xa nên Nhung không biết đến cái chiến tích 30 tuổi, nhưng đi đái có khi cũng xin phép mẹ. Đó là câu nói ví von mà xóm trầu hay nói mỗi khi nhắc tới tên Thế. Nhung quả quyết. Con giữ được, mẹ yên tâm. Bà Hiền tức giận. Mới về ngày đầu mà nó đã như thế này, không biết sau này còn như thế nào nữa đây. Giữ cái gì mà giữ? Giữ rồi mai mốt hết rồi, sau này đẻ đái hay làm gì lấy đâu ra? Mày sợ mẹ ăn hết của chúng mày à? Thế vội vã đứng lên, khoát tay dỗ dai mẹ, an ủi. Không ai bảo mẹ ăn hết,
mẹ không cho chúng con thì thôi, chứ lấy của con làm gì? Vợ đưa cho mẹ đi em. Nhung tức đến nghẹn cổ, cảm giác như nước mắt sắp trào đến nơi. Mẹ chồng Nhung cũng đanh mặt như thế, thì Nhung cũng lì ra. Không, tiền em cất. Bạn anh mừng được 5 triệu đấy, anh đưa mẹ cất tiền anh đi. Số còn lại là của em tự cất được. Mẹ chồng Nhung đập bàn đánh bốp. Tiền nào của chị? Tôi không làm cổ thì bạn bè của chị có đến mà mừng đấy à? Rồi tiền mua giường cưới vật dụng chuẩn bị phòng cưới, tiền làm cổ anh chị không đưa cho tôi thì ai trả hả? Mà bây giờ lại còn tiền anh tiền em. Đã lấy nhau rồi thì tiền là của chung chứ. Mẹ chồng quát lớn làm Nhung sợ đến trào nước mắt. Ông Thanh nghe thấy ồn ào mới đi vào. Thấy Nhung ngồi trên giường khóc, mẹ chồng thì hai mắt long sòng sọc, hàm răng nghiến vào nhau. Ông vội can ngăn. Con nó mới về, bà làm cái gì đấy? Có dạy bảo gì thì từ từ, chứ chưa gì mà quát mắng con nó sợ. Chồng Nhung thấy thái độ mẹ như thế, cũng không nói lấy một lời bên giật Nhung. Chỉ đứng đó trơ mắt nhìn. Bà Hiền thấy ông Thanh thì dậm chân liếc một cái sắc lạnh về phía Nhung, rồi bỏ ra ngoài. Ông Thanh thấy yên ả cũng đi theo. Lung chỉ còn hai vợ chồng, vì sợ mẹ, thế lại bồi thêm một câu khiến Nhung uất nghẹn. Đưa cho mẹ, mẹ giữ hộ cho thì đã làm sao? Em chưa gì đã hổn với mẹ như thế, sau này anh biết bên ai? Thế nói như thể là từ nãy giờ nó bên Nhung vậy. Nhung ức quá nằm xuống trùm chăn khóc. Đêm tân hôn không vui vẻ gì, cứ thế trôi qua trong tiếng nấc nghẹn của Nhung. Chẳng biết khóc bao lâu, Nhung ngủ thiếp đi. Vẫn còn đang trong cơn say giấc, Nhung đã nghe thấy tiếng ai đó đá vào cái thau đánh choang một cái. Sau đó tiếng bà Hiền chua ngoa, cố tình nói lớn ngay sát cửa phòng Nhung. Có con dâu rồi á mà vẫn phải dạy hầu. Chưa thấy con dâu nào á như con dâu nhà này mà. Nhung giật mình, vội bật dậy cột tóc chạy ra. Mẹ chồng Nhung đang ngồi giữa sân, sàn qua sàn lại cái thau làm chúng phát ra tiếng. Nhung ngại nên lý nhí. Mẹ dậy sớm thế à? Bà Hiền liếc xéo một cái. Không sớm á thì lấy cơm đâu, tí cho bố con nhà nó ăn. Nhà này nhà ăn nhà làm, chứ ăn không ngồi rỗi đâu, mà ngủ chương thay nước cốt. Nhung biết mẹ tức chuyện tối hôm qua nên dằn mạnh. Nhung lúc đó sợ lắm, mới về làm dâu, đứa nào chả sợ mẹ, chỉ biết cúi mặt lặng thinh. Mẹ chồng Nhung nguýt một cái, dùng giọng chán ghét. Thế không đi nấu cơm đi, đứng đấy làm gì? Nhung sợ run bần bật chạy vào bếp. Khổ thật, mới về Nhung biết dĩ đâu. Mấy lần đến nhà chơi thì cơm nước tinh tươm hết rồi. Thành ra gạo để đâu, Nhung cũng không biết. Giờ ra hỏi thì sợ mẹ chửi, cứ đứng lóng ngóng tìm kiếm. Dường như bà Hiền biết nên cố tình làm khó để hạ sách đây mà. Đột nhiên bà đứng sau lưng Nhung từ lúc nào, quát lên. Có nồi cơm cũng mãi không cắm được. Thế sau này làm cái gì mà ăn? Thôi đi ra giặt quần áo để bà già này nấu cho mà ăn. Nhung sợ lắm chạy vội ra. Nước mắt nóng ấm đã trào ra từ lúc nào không hay. Bê thâu quần áo to tính cho vào máy giặt chuẩn bị mở máy, bà quát. Quần áo bẩn phải giặt bằng tay, với lại giặt máy tốn nước, mang ra kia mà chà. Nhung ngậm ngùi lại bê thâu quần áo còn to hơn cả người ra sàn bể. Xả nước ngồi chà trong tiết trời se lạnh, nước mắt rơi ướt nhòe cả mắt. Không ngờ rằng mới ngày đầu tiên mẹ chồng đã tỏ rõ thái độ như thế này. Đúng chuẩn mẹ chồng cổ hủ, bắt nạt con dâu mà. Ngược lại hoàn toàn những gì bà hay nói, hay khoe rằng cưng con dâu như trứng, hứng như hoa với mọi người xung quanh. Đang giặt, Nhung nhớ lời mẹ dặn. Mới dễ không biết gì, cứ gọi chồng theo, rồi tỉ tê bảo chồng làm cùng. Nhung liếc thấy mẹ chồng không có trong bếp, chạy nhanh vào phòng. Mặc dù dẫn chuyện tối qua lắm, nhưng mà nơi này, ngoài chồng ra, thì làm gì còn ai? Anh ơi, dậy đi, dậy giúp em. Anh chồng xoay người nhìn ra bên ngoài, thấy trời tối đen, thế trùm chăn cằn nhằn. Trời tối ôm ôm, giúp cái gì mà giúp? Vào ngủ tiếp đi. Nhung nài nỉ. Dậy, dậy đi, mẹ dậy rồi,
dậy làm cùng em. Em không biết gì mẹ chửi nãy giờ. Nghe đến đây, có vẻ như nhớ ra Nhung là vợ mới cưới về, thế liền ngồi dậy dụi mắt rồi đi ra ngoài cùng. Ra thấy Nhung ngồi xuống giặt quần áo bằng tay, chồng Nhung ngạc nhiên. Ủa sao không giặt bằng máy? Mẹ không cho em giặt. Đúng lúc đó, mẹ chồng như hồn ma xuất hiện từ lúc nào. Thế đi vào, việc nhà không phải việc của đàn ông, để vợ mày làm cho quen, không thì sau này ai làm? Để mẹ làm cả đời à? Mẹ giặt quần áo cho bố con mày cả chục năm có chết đâu. Vợ có máy cứ ì ra rồi lười chảy thay. Nghe mẹ nói, Thế đáp dạ vâng nhẹ tin, rồi đi vào chẳng đoái hoài gì tới vợ. Nhung ức quá lại chỉ biết ngồi khóc. Bây giờ trong đầu chẳng biết làm thế nào. Trước lúc lấy chồng, mẹ có dặn: lấy chồng rồi có khổ cũng phải chịu, không ai tốt bằng chồng mình cả. Rồi bỏ chồng lấy thằng khác, nó cũng chửi cho, rằng là chồng mày còn bỏ nữa là tao, rồi khổ một đời. Cấm không được cãi mẹ chồng, không được bỏ đi, có đi không có về đâu con ạ. Những câu nói ghim sâu vào đầu non nớt mới học xong đã bị gã đi lấy chồng còn chưa trải sự đời. Thành ra giờ đây chỉ biết khóc và nhịn. Thế nhưng sự nín nhịn ấy lại càng là bàn đạp cho sự quá quát, ngang ngược của bà mẹ chồng. Những ngày sau đó, Nhung như sống trong địa ngục. Dù cho cô làm gì hay ngoan ngoãn ra sao cũng không vừa mắt bà mẹ chồng. Chỉ cần nhìn thấy cô, bà sẽ nguýt dài, gương mặt chán ghét, giọng nói khó chịu, soi mói, hạch sách, rồi nghĩ ra đủ thứ oái âm để hành hạ. Chiếc máy giặt bà đi khoe khắp xóm là mua về cho con dâu đỡ phải làm gì, thì nay được phủ giải nằm đó. Nhung ngày ngày phải dậy từ 4 giờ để chài giặt. Đến sáng bà dậy lại ra xăm soi. Chỉ còn một vết bẩn nhỏ, bà cũng ngoác mồm ra chửi. Quá đáng hơn, bà bác phải vắt cho khô. Lúc phơi lên không có nước nhỏ xuống mới được. Nói rằng như thế quần áo mới nhanh khô, mới không bị ẩm ướt, lâu sẽ sinh ra vi khuẩn. Sức người chứ có phải máy đâu mà đòi giặt khô. Đến bản thân bà nếu làm chắc gì làm được mà bắt con người ta phải làm. Bếp ga bà cũng chẳng cho nấu, bà bác phải nấu bằng nếp rơm. Như thế căn nhà mới ấm cúng có hơi lửa, xua đi cái lạnh lẽo. Nấu bếp ga vừa độc hại, vừa tốn tiền, đó là lời giải thích cho sự hành hạ bà dành cho cô. Nhung từ lúc còn ở nhà cũng được mẹ dạy cho làm việc nhà. Nhưng giờ đây, tất cả mọi thứ là cực hình đối với cô vậy. Cô biết, vì số vàng và tiền mừng kia mà bà ta đối xử với cô như vậy. Cô từng nghĩ, hay thôi mình đưa cho rồi, để cuộc sống dễ thở hơn. Nhiều lần gọi điện nói chuyện kể lể với mẹ. Khổ nỗi mẹ cô cũng là người phụ nữ phong kiến, chịu cảnh chồng gia trưởng hà khắc nhiều năm. Và năm xưa cũng bị mẹ chồng đánh chửi nhiều, thành ra trong tư tưởng bà, ai làm dâu cũng như vậy, ráng mà nhịn để sống với chồng. Bà lúc nào cũng nói câu: mình sống với chồng mà con, có sống với mẹ chồng đâu, cho nên nhịn đi mà sống con ạ. Nhà chồng nào cũng như vậy cả thôi, bỏ chồng này lấy thằng khác còn khổ hơn. Nó còn khinh nhà mình, rồi làng xóm láng giềng họ nói cho bố mẹ biết giấu mặt vào đâu. Cứ khéo léo mà sống con ạ. Tiền của mình nó cất đi, đừng để tay trắng là được. Nghe mẹ nói, Nhung chỉ biết dạ vâng, rồi lại quyết tâm không đưa tiền vàng cho mẹ chồng. Còn chồng Nhung thì, tuy anh nghe lời mẹ và có phần nhu nhược, nhưng dù sao cũng không như bố. Cứ vài ngày lại đánh đập mẹ, rồi rượu chè say xỉn chửi bới. Tuy mấy năm gần đây, bố không còn đánh mẹ nữa, nhưng mà những trận đòn năm xưa mẹ chịu, làm sao cô quên cho được. Nhung thở dài, nghĩ như thế cũng hơn rồi, cô lại nhịn mà tiếp tục sống. Tưởng chừng thời gian sẽ làm cho mẹ chồng nguôi ngoai, sẽ làm cho bà ta nghĩ lại và chấp nhận. Nhưng không, có vài lần Thế cũng rủ rỉ hỏi xem tiền vàng cô cất ở đâu. Và cũng có rất nhiều lần cô thấy quần áo mình bị lục tung lên.
cô biết mẹ chồng xúi chồng lấy tiền để đưa cho bà. Sau mỗi lần không tìm được, bà lại càng trở nên khắc nghiệt hơn. Những câu chửi rủa của bà ngày càng cay độc và tục tiểu hơn. Những lần như thế, chồng cô cũng chỉ im lặng không nói gì. Cũng phải thôi, bên nghĩa bên tình, anh biết bên ai. Nhung chỉ biết khóc, khóc và khóc. Về làm dâu chưa đầy nửa năm, diện mạo cô xuống sắc trầm trọng, gương mặt tươi tắn lúc nào cũng mỉm cười, thay vào đó là một gương mặt ủ dột, hốc mắt thâm quầng như người ốm lâu ngày. Cơ thể đầy đặn trắng trẻo, bàn tay ngón thon dài, thay vào đó là bộ dáng gầy như ma đói, tay đầy những vết chai sạn đen đúa. Những bộ quần áo xinh đẹp cũng không còn được cô mặc lên người, mà thay vào đó là những bộ rộng rãi thoải mái luôn được ưu tiên. Bởi vì trừ lúc ngủ ra, những thời gian còn lại, Nhung không bao giờ ngơi tay. Nhung xin đi làm công ty, bà mẹ chồng đồng ý. Mỗi lần đi làm là Nhung cảm thấy như mình được sống. Mỗi lúc tan ca, cô như quay trở về chốn địa ngục. Tiền lương hàng tháng, bà đều lấy gần hết của cô. Bà nói lấy còn lo tiền ăn uống sinh hoạt, trong khi đó đã lấy hết của thế rồi. Nhung chẳng dám ý kiến nửa lời, vì sợ bà lại chửi, sợ bà lại bất thình lình đứng đằng sau quát lớn lên. Dường như thấy chưa đủ, bà ta lấy lại mấy sào ruộng cho người ta cấy từ lâu về bắt Nhung làm. Mỗi vụ cấy gặt, đi làm ở công ty về, Nhung lại lao ra ruộng cấy đến 2-3 giờ sáng mới về. Những ngày nghỉ, Nhung phải khoác trên vai cái bình thuốc trừ sâu còn to hơn người, phun đến mấy chục bình. Mỗi vụ gặt lại phải ở nhà phơi thóc đóng bao, rồi chất vào kho nữa. Mấy hôm sau sẽ chẳng thấy số thóc đó đâu nữa, vì bà mẹ ở nhà bán sạch. Từ ngày có con dâu, bà chẳng làm gì hết. Mọi việc từ trong nhà đến ngoài đồng đều để cho cô làm hết. Bản thân mình thì ngồi lê góc đường, hầu như ngày nào cũng thấy bà ta ngồi tụm năm tụm ba với mấy bà trong xóm. Và chắc chắn là nói xấu con dâu mình, chứ còn chuyện gì khác nữa đâu. Có nhiều người nói đến tai Nhung rằng bà ta nói cô lười, ăn uống thì như kẻ chết đói, ngủ đến trương thay, cơm nước mẹ chồng phải hầu. Rằng là tiền làm ra toàn dám dúi đưa về nhà ngoại, còn lấy cả tiền con bà đưa về. Bà biết, nhưng thôi, thấy nhà cô nghèo nên bà coi như bố thí. Rằng là Nhung ngoài lười ra còn chua ngoa nữa. Mẹ nói một câu là cãi nhem nhẽm 10 câu. Nhung ức lắm chứ. Bà ta đặt điều nói xấu cô như vậy thì làm sao không ức cho được. Nhưng cô cũng nhịn, chẳng thèm đôi co làm gì. Mà giờ có đôi co đi nữa, gọi người ta thì chắc gì người ta tới làm chứng cho cô. Còn mà nói không có chứng cớ thì bà chối không nhận. Rồi có khi còn chửi cô đi nghe người ngoài về làm loạn. Cô đành nhịn bỏ ngoài tai cho êm cửa êm nhà. 2 năm trôi qua, Nhung thế mà kiên cường sống trong cái cảnh đó đến 2 năm trời. Dạo gần đây bà lại có thêm câu chửi mới. Hey, đúng là loại cây độc không trái, gái độc không con. Nhà tôi vô phước mới rước về cái thứ này mà. Liệu liệu mà tính, hết năm nay không có gì á thì tự cuốn xéo đi. Đừng có để ảnh hưởng đến hương khói, nói giỏi dòng giống nhà tôi. Nghe những lời ấy, Nhung buồn lắm. Dùng số tiền tiết kiệm được đi khám, nhưng cô không có vấn đề gì. Ngoài cơ thể suy kiệt gầy gò thì mọi thứ bình thường. Vậy tại sao lại không có con? Chỉ có một khả năng, đó là chồng Nhung có vấn đề. Còn chưa kịp nói với mẹ chồng thì làm như trời thương cho số phận người con gái xấu số. Cô cấn bầu. Nhung trễ kinh hơn 2 tuần, thử que thì 2 vạch. Cô muốn đợi đến khi được 6 tuần đi siêu âm rồi báo với cả nhà. Nhưng không ngờ, đúng như mệnh khổ thì làm gì có ngày vui. Còn chưa kịp báo tin thì chuyện không hay ập đến. Tối đó, Nhung cắm cơm lại quên bật nút. Đến lúc dọn cơm thì mới nhận ra bên trong nồi chỉ toàn là gạo với nước. Bà mẹ chồng được thể ngồi chửi đổng. Đấy, đấy, đấy! Nói có sai đâu, không được cái tích sự gì hết. Nấu cái bữa cơm cũng không nên hồn. Nói thì tự ái mặt sưng mày xỉa. Đúng là cái loại bố mẹ không biết dạy, mẹ nào con nấy mà. 2 năm nay,
bà chửi cô thế nào cũng được, có tục, có thái quá như thế nào cũng không sao. Nhưng giới hạn của người con chính là bố mẹ. Nghe chửi đến mẹ, Nhung nước mắt lưng tròng, đậy nắp nồi cơm, quay lại nói. Mẹ chửi con thế nào cũng được, nhưng đừng đụng đến bố mẹ con. Chỉ là con quên bật nút nồi cơm, mẹ có cần nặng lời với con như vậy không? 2 năm nay, con lúc nào cũng nghe lời mẹ. Sao mẹ cứ hà khắc với con? Mẹ không sợ lúc mẹ già yếu, con không chăm mẹ à? Nghe đến đó, bà Hiền trợn mắt. Chưa bao giờ Nhung dám cãi bà đến nửa câu. Và đó cũng là lý do mà bà không thể đụng đến cô. Hôm nay như có cái cớ, bà đứng phát dậy, xô đổ cái ghế, chỉ tay vào mặt, chân bước thoăn thoắt sấn tới người Nhung. À, giỏi rồi, phản rồi. Hôm nay mày lại dám cãi tao à? Tao nói không đúng sao? Thằng bố con mẹ mày không biết dạy, nên mới ra cái thứ mất dạy như mày. Để mày về nhà chồng không biết làm gì, giờ lại còn cãi lại mẹ chồng như thế này à? Thằng bố con mẹ mày không biết dạy, thì để bà dạy mày. Sau câu chửi, cũng là lúc bà đi đến sát chỗ Nhung đang đứng. Trong thấy cảnh mẹ chồng sát khí xung thiên, gương mặt hung tợn đang tiến đến mình, cô run rẩy đến độ trái tim trong lòng ngực nhảy nhộn cả lên. Nước mắt nước mũi tèm lem, nhìn chồng cầu cứu. Nhưng dường như anh ta giống như đang ngồi đó xem chuyện nhà người ta vậy, không một cảm xúc gì. Bà Hiền lao đến, giơ tay và đánh bút vào mặt Nhung. Nhưng cô nhanh tay chụp lấy bàn tay bà ta đang dán xuống người mình, đẩy về phía sau, mặt đanh lại, nói: Bà vừa phải thôi, tôi không nhịn bà nữa đâu. Bà đừng có mà quá đáng. Bà nuôi tôi được ngày nào mà bà có quyền sỉ nhục chửi cha mẹ tôi? Bà Hiền lảo đảo về sau như muốn ngã. Đôi mắt đỏ ngầu của bà mở lớn hết cỡ. Bà không ngờ Nhung lại dám cãi lại bà. À, con này, mày giỏi rồi, mày lại dám cãi cả mẹ chồng, mày tới số rồi. Hàng xóm xung quanh nghe thấy tiếng cãi nhau, tiếng đánh nhau, vội chạy ra nhìn. Lát sau, họ thấy cả nhà ông Thanh bà Hiền đèo nhau lên một chiếc taxi, vội vàng chạy đi. Người ta nhìn thấy bà Hiền say sát đủ chỗ, mặt mày đỏ gay, tóc tai bù xù, được ông Thanh dìu lên xe. Còn thế thì bọn Nhung đã ngất xỉu, cũng chạy ra đã lên xe. Nhung được đưa vào phòng cấp cứu. Hơn 2 tiếng sau, bác sĩ đi ra, nói Nhung bị sảy thai. Bà Hiền và Thế nghe xong như sét đánh giữa trời quang. Cảm giác ân hận thoáng lướt qua trong đầu bà Hiền. Bà nói thầm trong bụng: Tất cả là tại nó. Nó không bô láo thì đâu có ra cớ sự này. Có trách thì tự trách nó, chứ lỗi không phải của mình. Gió nổi lên lồng lộng, những tia sét cũng ló mặt ra khỏi đám mây đen mà lập lòe chớp nháy. Dường như đến ông trời cũng đang phẫn nộ trước con người tàn ác này. Làm người mà còn không bằng cầm thú. Bà Thơm là mẹ Nhung cũng có mặt ngay sau đó. Hỏi thì bà Hiền và Thế cứ ậm ừ không nói, gương mặt né tránh. Bà như lờ mờ đoán ra gì, trong lòng hẳn đi một nhịp đau lòng. Phận đàn bà con gái đúng là như bọt bèo, sướng khổ cũng chỉ hơn nhau tắm chồng. Càng đau xót hơn khi biết tin con mình vừa bị sảy thai. Đứa con mong ngóng bao ngày tháng lại mất ngay lúc này. Bà thấy cay ở mũi, nhưng cũng chỉ biết giấu nhẹm vào trong, chờ cho tới lúc con mình tỉnh lại. Mấy tiếng trôi qua, Nhung được đẩy về phòng thường, vẫn cứ mê man chưa tỉnh. Nhìn con gương mặt gầy gò xanh xao, hai má đỏ hồng hằn lên những vết ngón tay, tóc tai trên đầu bị giật đến bật máu, bà quay phát lại nhìn Thế. Thế, sao lại ra nông nỗi này? Thế ấp úng không biết nói gì, ánh mắt né tránh. Bà Hiền không phải dạng dừa, ban nãy ông chồng bà về rồi nên bà cóc sợ ai. Bà ngoắc cái mồm ra mà choa choả. Còn sao ạ? Bà hỏi con gái bà xem, bà có biết dạy nó không?
Cái thứ mất dạy lại dám đánh cả mẹ chồng. Nó làm không ra gì, nói vài câu mà nó đánh cả tôi đấy. Đồ cái thứ con gái mất dạy, không có giáo dục. Bà Thơm sững người khi nghe tin ấy. Bà biết con mình như thế nào. Nói nó đánh mẹ chồng, bà sẽ không bao giờ tin. Nhất định phải như thế nào thì Nhung mới hành xử như thế. Giả lại, hai năm nay, không ít lần Nhung than vãn với bà bị mẹ chồng bắt nạt, bạo hành ngôn từ, nhưng chưa bao giờ dám cãi nửa câu. Bà cũng luôn dặn con mình, nhất định không được cãi lại, vì dù cho có cãi lại, thì đúng cũng bị nói thành sai. Một điều nhịn, chính điều lành. Vậy bà nói cho tôi nghe, nguyên nhân lý do vì sao nó đánh bà? Và nó đánh bà thì tại sao người nằm viện lại là nó? Nếu nó đánh bà thật thì nó sai, bà có thể để tôi dạy lại mà. Sao lại khiến con bé ra nông nổi này? Đánh đến sảy thai, đó là máu mủ của bà mà. Bà Hiền sừng cổ lên, bà lật cái áo xem có vết gì Nhung để lại không. Chẳng có gì cả. Nhưng cái mồm điêu ngoa đặc điều của bà đã thua ai bao giờ đâu. Còn đang tính kể lễ thì Nhung tỉnh lại, cô la hét hoảng loạn. Dây truyền dịch bị giật đứt, kim cào vào da thịt khiến máu chảy ra. Cô giấm người lại vào một góc ôm đầu, liên tục lắc lư, ánh mắt vô hồn nhìn vào vô định. Bà Thơm lao đến ôm lấy con. Nhung ơi, sao thế con? Mẹ đây, có mẹ đây. Nhung thấy bà động vào mình thì hất ra, hoảng sợ ôm lấy đầu, không ngừng la hét. Tránh ra, tôi hận bà, tôi không sợ bà đâu. Cút đi. Bà Hiền được thể nói vào. Đấy, bà thấy chưa? Mất dạy thế đấy. Bà nghe nó nói chưa? Có đứa con dâu nào nói kiểu mất dạy như thế này với mẹ chồng không? Đấy, lúc ở nhà nó nói với tôi như thế đấy, nên mới bị chồng nó giả cho mấy cái. Rồi tự ngã sảy thai, chứ liên quan đến ai? Bà Thơm trừng mắt. Tinh thần con gái bà hoảng loạn, điên dại như thế này mà con mụ đấy vẫn cứ chỉ trích con bà. Tất cả chỉ là lời nói từ một phía. Con bà như thế này rồi, bà ta nói gì mà chả được. Mấy bác sĩ nghe thấy la hét cũng chạy vào. Họ cũng bối rối trước tình cảnh này. Luống cuống mất một lúc thì một bác sĩ trung tuổi ra lệnh cho các bác sĩ khác giữ chặt Nhung lại, tiêm cho cô một mũi an thần. Nhung dần dần thiếp đi. Bà Thơm xót con, chỉ biết khóc. Mẹ con bà Hiền thấy có mẹ Nhung ở đây thì dắt nhau ra về, như thể chuyện không liên quan đến mình. Ngày hôm sau, bệnh viện đề nghị chuyển Nhung lên bệnh viện tâm thần. Tình trạng bây giờ của Nhung đang rất xấu, đưa lên đó để cho bác sĩ chuyên môn khám và đánh giá. Vậy là một mẹ một con lại đưa nhau đi. Nhung đã tỉnh và vẫn không nhận ra mẹ mình. Tuy không còn hoảng sợ la hét như hôm qua, nhưng thần trí ngu ngơ, tay cào cấu vào nhau, môi mấp máy nhìn xuống dưới đất. Dù có hỏi gì cũng không nói. Bà dắt đi đâu thì đi đó, thậm chí còn tiểu trong quần. Bây giờ, thể trạng không khác gì một đứa trẻ một tuổi. Sau một ngày đi khám hết phòng này đến phòng khác, bà nhận được kết quả. Trong đầu của Nhung phát hiện một cục máu đông, tuy mới nhưng khá to do bị tác động mạnh dẫn đến xuất huyết. Giờ phải khoan để lấy cục máu đông đó ra, vì nó đang nằm chèn ở tiểu não. Hơn nữa, dường như Nhung đã trải qua chuyện gì đau khổ và sợ hãi mới dẫn đến tình trạng như thế này. Bà Thơm như chết lặng. Ngay lập tức, bà gọi cho Thế để hỏi xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cũng như báo tình trạng hiện tại. Thứ bà nhận lại khiến bà không tin vào tai mình. Thế lạnh lùng, ăn nói sất sược. Con không biết. Chuyện gì thì đêm qua mẹ con nói hết rồi. Còn nói làm sao không liên quan đến nhà con. Mẹ con bảo rồi, thứ con dâu hỗn hào đấy, mẹ con không nhận. Con cũng không có loại vợ như thế này. Mẹ ở đấy mà lo cho nó, rồi đưa nó về nhà đi. Đơn ly hôn, con gửi xuống sau. Tất nhiên, những điều này đều do bà Hiền dạy. Đêm qua, bà thủ thỉ với con trai rằng là bỏ Quách Nhung đi. Vừa già vừa xấu, vừa ăn hại,
bỏ đi bà lấy cho đứa mới. Quả thật, Nhung ngày xưa xinh xắn là vậy, bây giờ nhìn tồi tàn, đã vậy gầy còm xanh xao. Ngày trước lấy nhau cũng không phải do tình cảm, giờ bỏ cũng chẳng có gì nối tiếc. Bà Thơm nghe xong như chết lặng, không ngờ những con người ấy lại có thể máu lạnh đến như vậy. Bà luôn nhắc con bà nhịn mà sống, để rồi nhận lại được gì? Một thân xác không lành lặn và bị người ta chối bỏ. Thế không để cho bà nói gì thêm đã cúp máy. Dựa vào thái độ này, bà Biên không còn cơ hội nói chuyện và nhà nó cũng đã quyết xong. Nhìn đứa con ngồi ngay ngóc, nước mắt bà ứa ra run run gọi báo cho chồng. Bà sợ biết chuyện con mình bị nhà chồng đuổi sẽ không chấp nhận mà đánh chửi con. Nhưng không báo thì không được. Ông đi làm công trình rồi ở lại, nên chuyện Nhung nhập viện, ông vẫn chưa hay biết gì. Ông bố nghe xong lao đến bệnh viện. Nhìn đứa con gái, ông không nói gì, ánh mắt đỏ sọng. Ông hỏi bà mọi chuyện, sau đó ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng gọi. Nhung à. Nhung đang ngây ngốc ngồi bên cạnh, nghe tiếng gọi, ánh mắt lén lút sợ hãi liếc qua, rồi vội quay đi. Trong vô thức, lấy tay che lên đầu, người co rúm lại sợ hãi. Ông Hoàng hỏi vợ. Nhà nó nói thế nào? Cớ làm sao mà con bé lại ra nông nỗi này? Bà Thơm thuật lại đầu đuôi cho chồng nghe. Ông không tin, muốn đứng lên đi tìm nhà nó tính sổ. Bà Thơm ngăn lại. Giờ con gái mình như thế này, sự thể đầu đuôi như thế nào mình chưa rõ, đến đó vẫn là đuối lý mà. Chờ con gái mình khỏe lại, hỏi nó đầu đuôi như thế nào đã. Ông Hoàng thấy có lý mới dừng chân. Gương mặt ông lộ rõ vẻ tức giận và đau lòng, ánh mắt nhìn con gái không khỏi xót xa. Người chồng, người cha bạo lực gia trưởng là thế, nhưng làm gì có người cha nào không thương con, nhất là trong vòng 2 năm nay. Đứa con gái xinh đẹp tươi tắn giờ đây chỉ còn lại như một cái xác không hồn. Những ngày sau đó, bà Thơm ở lại trông con, ông Hoàng cứ tan làm là chạy lên. Rồi cả chị em lên động viên nói chuyện, Nhung cũng dần bình tĩnh lại, không còn sợ hãi mỗi khi thấy người nữa. Một tuần nằm viện cũng là một tuần chẳng thấy bóng dáng nhà chồng đâu. Rồi nửa tháng, một tháng cũng chẳng thấy họ đâu. Cũng vài lần bà Thơm gọi cho Thế, nhưng rồi nó tắt máy không nghe, hoặc nếu có bắt máy cũng chỉ nói mấy câu sất sược rồi tắt máy. Hơn một tháng nằm viện điều trị, cục máu đông được lấy ra nên sức khỏe của Nhung dần dần trở lại bình thường, thần trí cũng minh mẫn trở lại. Bấy giờ, trái tim treo lơ lửng của bà Thơm mới được buông xuống. Bà sợ nếu con gái bà cứ như thế này cả đời, thì người mẹ như bà đúng là tội lỗi ân hận cả đời, bởi chính bà ép Nhung phải lấy thế. Sau khi được xuất viện về nhà, thứ Nhung nhìn thấy sau từng ấy thời gian gặp lại chồng chính là tờ giấy ly hôn. Anh ta biết Nhung về thì chạy xe xuống, những tưởng thăm hỏi, nhưng không, mặt hắn hầm hầm như nhà bị trộm, đi vào không chào hỏi ai, chìa giấy bắt Nhung ký. Ông Hoàng cũng có mặt, Nhung nhìn bố, mắt ngấn lệ kèm sợ hãi, dường như trận đánh hôm đó lại hiện về trong tâm trí, tay cô run lên lùi về sau. Những ngày qua, Nhung cũng kể lại sự vụ ngày hôm đó và những ngày tháng bị nhà họ đàn áp. Ông Hoàng tức lắm, muốn sống mái một phen, vợ con khuyên mãi mới không thèm đến nhà đó cho bẩn chân. Ấy vậy mà hôm nay nó còn mang cái bộ dáng sức láo đến nhà ông. Ông Hoàng lao ra, tung cú đấm vào mặt Thế đánh bốp một tiếng. Tiếp theo đó là liên hoàn những cú đấm khác khi Thế chưa kịp định thần. Mày thằng chó! Ông gả con cho mày, chứ bán cho mày sao mà mày đánh đập hành hạ nó ra nông nỗi này? Mày nuôi nó được ngày nào mà nhà mày đánh đập nó như thế hả? Bà Thơm cùng với bà chị cả lao vào can. Thế bị đấm cho xịt máu mũi, đầu choáng mắt hoa thì cái mặt cân cân của nó mới hạ xuống. Đưa tay lên gạt máu trên mũi xuống nhìn, máu nóng trong người trỗi dậy,
Thế chửi lại: Nè ông già, đừng có mà quá đáng. Tôi nể ông lớn tuổi mới đến đây ăn nói đàng hoàng, đừng để thằng này ra tay. Ông Hoàng tức khí: Mẹ nó thằng chó này, mày ra tay cho bố mày xem nào. Cái loại vô giáo dục chỉ biết núp dưới váy mẹ, đến đi đái cũng phải xin phép mẹ thì làm được cái trò gì cho đời. Thế bị sỉ nhục, và sẵn cũng đang ghét nhà vợ, liền lao về phía ông Hoàng. Ông Hoàng thấy thằng kia lao vào mình thì đẩy bà vợ đang can mình ra, khiến cho bà ngã xuống đất. Hai người lao vào nhau, ông đấm tôi đá, giật nhau túi bụi, giằng co níu kéo, cào cấu tác độc. Bà Thơm hoảng quá hét lên: Ôi làng nước ơi, làng nước ơi, giúp tôi với. Hàng xóm nghe thấy chạy sang, mấy người lao vào tách ông Hoàng và Thế ra. Cả hai mặt đỏ như gà chọi. Thế tuy là thanh niên cao to đấy, nhưng sức lực lại thua ông Hoàng nên ăn đòn nhiều hơn. Nó cây cú muốn lao vào chiến tiếp nhưng bị người ta cản lại. Miệng nó ông ổng chửi rủa thách thức: Lão già nhà ông á, ngon lao vô tiếp đi. Đồ không biết dạy con, để ra đứa con gái hư thân mất dạy, không biết chiều chồng. Ông giữ lấy ở nhà mà xây miếu cho nó ở. Ông Hoàng giằng co với đám người, ông muốn lao tới sống chết với Thế một phen. Dù cho hôm nay ông có phải đi tù, dù cho cái án chung thân hay tử hình, thì nhất quyết ông cũng phải giết chết thằng này ông mới hả lòng hả dạ. Nhìn thằng Thế hung hãn, cộng thêm ăn không ít đòn, lại bị người ta dúi ra xe, Thế vừa chửi rủa vừa đành ra về. Ở đây thế nào cũng thiệt, về mách mẹ cho mẹ xử lý. Một tiếng sau, xe của Thế một lần nữa dừng trước cổng nhà bà Thơm. Chưa gì, tiếng chửi ông ổng ngoài cổng như cái loa phát thanh đã chói vào. Bọn bay đâu rồi? Chúng mày có tin tao kiện chúng mày ra tòa không? Con tao làm gì nhà mày mà đánh nó sưng mặt sưng mày như thế này? Con gái mình không biết dạy, trả về cho dạy lại, còn đánh con người ta à? Con chúng mày tốt đẹp thì đã không đến nổi rồi, không biết dạy con còn đổ cho người khác, đúng là cha nào con nấy. Ông Hoàng trong nhà nghe thấy những lời này lao ra: Mẹ già kia, ăn nói cho cẩn thận, tao còn chưa lên nhà mày tính sổ, mày còn dám xuống nhà tao à? Tính cái đầu ông đấy, chúng mày không biết dạy con còn tính cái gì? Về nhà tao không biết làm gì, tham ăn lười làm, còn mất dạy đánh cả mẹ chồng. May tao chưa sang tên đổi sổ, chứ không á nó đuổi vợ chồng tao ra đường. Hay là chúng mày bày mưu tính kế như thế rồi không đạt được mới xui nó đánh tao? Ông Hoàng dù gì cũng là đàn ông, mồm mép ông làm sao cãi lại được cái loại đàn bà quanh năm ngồi lê xó đường buôn chuyện. Ông giơ lấy cây gậy gần đó lao ra. Bà Hiền không hoảng, mặt bà vẫn vênh lên song song với bầu trời thách thức. Bà biết ông ấy sẽ không làm gì được bà, bởi hàng xóm đen vây đỏ chỉ trỏ bàn tán. Mà giả như có làm gì được, bà sẽ dinh vào đó mà kiện ra tòa. Quả nhiên như bà nghĩ, hàng xóm thấy ông lao ra thì có mấy người vội lao đến cản ông lại. Bà Thơm trong nhà đang ôm lấy Nhung, vì lúc này đây cô hoảng loạn không ngừng la hét, ôm đầu lắc lia lắc lịa: Không, không, tôi không làm gì bà, tôi hận bà, tôi ghét bà cút đi, cút đi. Bên ngoài tiếng chửi vẫn cứ ông ổng vang lên. Bà Hiền như thể gắn mô tơ vào mồm, chửi liến thoắng không ngừng nghỉ, chửi không để cho người ta thoát, chửi không kịp rút mạc. Những lời điêu ngoa tục tiểu cứ thế thốt ra bay dồn dập như xả vào mặt nhà ông Hoàng. Bà Thơm vốn là người nổi tiếng hiền lành nhất xóm, đến giờ phút này đây bà cũng như không chịu nổi khi nghe thấy câu: Nó ra điên ra khùng như thế là đáng lắm, nghiệp của nhà chúng mày cả đấy. Có đứa con không biết dạy, nghiệp quật đấy. Sống sao cho giống người giàu, cái tội bòn rút của nhà tao mang về mà hốc đấy, hốc đi rồi chết nghẹn. Những lời nói ấy cứ vang ra khiến ai nghe cũng phải lắc đầu. Họ chẳng biết có đúng hay không, nhưng ngao ngán bất lực trước sự chua ngoa của bà Hiền. Bà Thơm cầm lấy con dao bầu trong bếp lao ra. Bà chỉ thẳng vào mặt bà Hiền, nghiến răng rít lên. Cơn thịnh nộ của bà đã được đẩy lên đỉnh điểm. Con người dù có hiền lành tới đâu thì cũng có giới hạn của mình. Và khi giới hạn ấy bị phá vỡ thì những người này lại đáng sợ hơn bao giờ hết. Con già mầm kia, nhà mày làm con tao ra nông nỗi này, không một câu hỏi thăm, không một lời động viên. Mất mấy chục triệu chữa lành cho con tao, tao còn chưa hỏi mày một xu.
2 năm làm dâu, mày cấm con tao về nhà. Ngày lễ ngày giỗ, mày cũng giới hạn cho nó đi nhanh về nhanh. Giờ này còn mặt mũi đứng đây đặt điều nói ra những lời đó sao? Hôm nay, tao sống chết với mẹ con nhà mày. Vừa chửi, bà vừa cầm con dao lao tới, dùng con dao lên cao, nhào tới đằng đằng sát khí mà chém xuống. Những người có mặt đang ra sức cản ông Hoàng. Không ngờ, bà Thơm lại có hành động như vậy. Họ bất ngờ không kịp phản ứng. Đến lúc nhìn thấy thì bà đã lao đến gần chỗ hai mẹ con nhà bà Hiền đang đứng. Thằng Thế cùng mẹ thấy sát khí trên người bà Thơm bốc lên ngùn ngụt, nộ khí xung thiên, con dao trong tay sáng loáng sắc lẹm thì có chút sợ hãi, vội lùi về sau. Bà Thơm chém xuống hộp, bà lại dung lên dí theo hai mẹ con nhà kia, quyết hôm nay sống chết một phen. Bà Thơm vừa dung dao vừa hét lên như muốn đứt dây thanh quản. Cơn phẫn nộ kìm nén được bộc phát ra tất cả. Hai mẹ con nhà bà Hiền vừa chạy vừa né những nhát dao đang chém xuống. Bà Thơm đuổi không kịp, bà chạy lại chỗ con xe của Thế. Bà nhảy cả người lên giẫm đạp, chém xuống những nhát dao uất hận. Bà Hiền chửi đổng. Mày phá đi, phá nát đi, tao gọi công an xuống gô cổ lũ chúng mày lại. Đoạn bà rút chiếc điện thoại ra bấm số gọi đi. Mặt bà lúc này đỏ như gớt. Án chừng máu nóng trong người có bao nhiêu đều dồn hết lên mặt. Kể cũng lạ, không biết bà nói những lời không có thật ấy ra, trong lương tâm bà có chút cắn rứt nào không? Hàng xóm lao vào kéo bà Thơm khuyên giải. Giờ phá xe thì lại phải đền thêm mất một khoản, chi bằng nhờ đến chính quyền xuống giải quyết. Rất nhanh, công an xã đã có mặt để giảng hòa. Tất cả ngồi lại với nhau. Nhưng đến chính những anh công an cũng phải bất lực trước sự liến thoáng mồm của bà Hiền. Bà liên tục kể lể chuyện từ xa xưa, rồi bà đối tốt với Nhung ra sao, rồi nó láo như thế nào. Xong lại đến chuyện Thế bị đánh, bà lôi ra mà chỉ vào vết thương trên mặt. Bà Thơm cũng chẳng nhịn, nói hết những ấm ức mà nhà mình và con gái đã phải nhịn. Thế là dù cho có công an ở đó thì họ cũng chỉ như một bức tường trắng để cả hai không lao vào giết nhau mà thôi. Đến cuối cùng, trưởng công an xã phải đập bàn quát lên. Có im đi không? Nói không để ai nói phải không? Tôi tống hai bà vào nhà giam, cho hai bà cãi nhau chán đi rồi nói chuyện. Bây giờ giải tán, có vấn đề gì thì kiện ra tòa, cho tòa giải quyết. Chứ ai mà trả cho mình đúng. Bà Hiền không phục. Về cái gì mà về? Ông nhìn cái xe, nó chém cho rách tươm thế kia, rồi về kiểu gì? Anh công an cấu tiếc. Đã nói bà làm việc với pháp luật rồi mà. Bà có vấn đề gì thì viết vào đơn, bà tính ngồi đây nói đến khi nào? Bà Hiền vẫn cứ gân cổ lên. Nói đến khi nào là khi nào? Ông là công an, ông phải giải quyết chứ. Tội phá tài sản, ông tống giam nhà nó bắt đền cho tôi đi. Đó là trách nhiệm của ông cơ mà. Anh công an cũng thấy được sự chua ngoa đanh đá, vô lý của bà ta nên đáp lời. Thế bà đến nhà người ta lăng mạ, chửi bới là đúng hả? Tôi nói bà biết trong luật có giết đấy, tội cũng không nhẹ đâu. Giờ bà có về hay không? Bà Hiền có chút rén, lườm lườm không nói gì, miệng giật giật như muốn lý sự tiếp. Nhưng quanh đi quẩn lại chỉ là những câu nói đi nói lại kể lể, nên bà lại thôi. Đành hậm hực liếc xéo hết tất cả mọi người, rồi dắt tay nhau ra về. Trước ánh mắt soi mói, những lời xì xầm bàn tán của xóm làng. Ông Hoàng gương mặt vô cảm, ngồi trên ghế chán trường. Đường đường là một người đàn ông mà lại không làm gì được mẹ con nhà đấy, để nhà mình bị sỉ vả lăng nhục. Nhung thì đã trốn biệt trong phòng từ lâu, dường như cú sốc tâm lý và nỗi đau mất con, bị chồng cùng mẹ chồng đánh đập. Nó lại khơi dậy khi nghe thấy âm thanh của bà Hiền. Đầu Nhung đau như búa bổ, cô cứ ôm lấy đầu mà lắc mà khóc. Chị cả và chị hai cũng có mặt từ lâu. Chị Biên ôm đứa em gái vào lòng trấn an dỗ về. Hai chị cũng đi lấy chồng, cũng hiểu cái cảnh khổ khi đi làm dâu. Nhưng hai chị may mắn hơn là không rơi vào nhà chồng khốn nạn như thế. Giả lại trong nhà, Nhung là đứa hiền nhất. Chăng cũng vì lẽ đó mà số cô mới khổ như này. Cả nhà ông Hoàng bà Thơm rơi vào trạng thái ảm đạm thảo não, còn hơn là nhà có tang. Ngày hôm đó nhanh chóng qua đi, cuộc sống thì vẫn phải tiếp diễn. Những ngày này, tiếng thở dài trong căn nhà là thứ được nghe thấy nhiều nhất.
Nhung thấy bố mẹ vì mình mà khổ não như vậy, cô cũng đau lòng lắm. Đã bao đêm từ khi lấy lại được thần trí, cô khóc đến ướt gối. Nghĩ về những gì mình đã trải qua, đau lòng không thôi. Giờ đây, nhìn thấy bố mẹ dì mình bị làng xóm láng giềng chỉ trỏ, rồi những lời ác ý thêm bớt của bà Hiền nói hôm trước, người ta cũng cho đó là thật. Họ chẳng quan tâm những thứ đó, nó thật bao nhiêu phần. Họ chỉ biết họ nghe thấy vậy, và họ cho là đúng, cứ thế đồn thổi truyền tai nhau, rồi nhìn thấy bố mẹ cô là dùng ánh mắt dò xét, dùng những lời thì thầm xì xào nói với nhau. Ngày hôm đó, ông Hoàng bà Hiền được công an huyện mời lên làm việc, nói rằng có người kiện hai ông bà cố tình phá hoại tài sản và có hành vi gây thương tích cho người khác. Thì ra, ngay chiều hôm đó, bà Hiền đã mang con mình và cái xe lên trình báo công an. Khi ông bà Hoàng lên trình báo lại toàn bộ sự việc, nhận thấy đây là mâu thuẫn cá nhân của hai gia đình nên các anh công an đã làm công tác giảng hòa. Thế nhưng bà Hiền không chịu, bà nhất quyết chuyển thành đơn kiện đòi bồi thường và cả nhà bà Thơm phải cúi đầu xin lỗi mới chịu thôi. Con số bà đưa ra đòi bồi thường nó còn vô lý hơn, đó là 120 triệu đồng. 50 triệu là tiền cái xe, trong khi nó chỉ là một con Vision đời cũ 2011, chưa tới 20 triệu. Nhưng lý do bà đưa ra là tiền thời điểm đó có giá và nó phải ngang 7-80 triệu bây giờ. Bà lấy 50 là còn quá rẻ. Số còn lại là bồi thường tinh thần thuốc men cho con trai bà bị đánh. Nhận thấy sự vô lý, khuyên giải không được, nên các anh đành chuyển hồ sơ cho bên tòa thụ lý. Và tất nhiên, người nào làm đơn, người đó đóng phí. Ông Hoàng tuyên bố thẳng, bà kiện đến đâu, tôi theo đến đó. Ông nhất quyết không nhịn. Tối đó trong bữa cơm, cả nhà ngồi nói chuyện, Nhung lặng yên không nói gì, mà cô cứ cúi gằm, ánh mắt đã ngấn lệ từ lâu. Cô biết gia đình chồng sẽ không để nhà cô yên dễ dàng như thế. Cô bỏ dở chén cơm vào trong phòng đóng cửa lại. Tưởng chừng như thoát khỏi căn nhà đó sẽ được yên, nhưng không, dường như cuộc sống này muốn dồn cô vào đường cùng mới chịu buông. Cô cứ nằm đó khóc, nước mắt rơi cơ hồ đủ để dìm chết một người trong chậu. Cô nghĩ nhiều lắm, nhớ lại từng chuyện một. Bàn tay bất giác sờ xuống bụng, lại đưa lên đầu. Ánh mắt cô mỗi lúc một sáng quắc trong đêm. Ông trời ơi, ông không muốn tôi tồn tại trên thế gian này sao? Sao còn cho tôi ra đời? Nếu đã khắc nghiệt với tôi như vậy, thì tôi sẽ rời đi cho ông vừa lòng. Khi cả nhà chìm vào giấc ngủ, cô nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài. Cô lặng lẽ qua phòng bố mẹ, đứng đó nhìn hai người đang say giấc. Cô thầm xin lỗi, ánh mắt nhòa lệ, lại bước ra sân, nhìn căn nhà mình đã sanh ra và lớn lên. Bao nhiêu kỷ niệm thời con gái ùa về trong tâm trí. Cô không biết từ khi nào tính cách của mình dần bị thay đổi, từ một người vui tươi hoạt bát, luôn nói cười tiếu tích, lại trở thành một người lúc nào cũng nặng nề, u ám, buồn rười rượi, không muốn tiếp xúc với ai. Cả cơ thể như luôn bao trùm nguồn năng lượng tiêu cực. Nhìn tất thảy mọi thứ, cô lặng lẽ rời đi. Đến chính bản thân cô cũng không biết mình sẽ đi đâu. Những thứ liên tưởng trong đầu liên tiếp được vẽ ra. Và thứ cô nghĩ tới chính là con sông cách nhà không xa. Từng bước chân chậm rãi đi trong màn đêm đen đặc, từng cơn gió lạnh luồn lách qua thân thể gầy cộm xanh xao, những tiếng ếch nhái dế mèn như bản đồng dao hòa tấu tiễn chân cô. Không một bóng người qua lại, nhà nào cũng tối đen chìm trong giấc ngủ. Đêm nay không trăng không sao, màn đêm như thêm phần cô tịch lạnh lẽo giống như đời cô lúc này. Gọi là sông nhưng nó không lớn lắm, từ bên này qua bờ bên kia chỉ tầm khoảng hơn chục mét. Lòng sông đủ sâu để có thể nhấn cơ thể cô chìm xuống bên dưới. Nước sông đủ lạnh ngang với lòng cô lúc này. Ngửa mặt nhìn trời lần cuối, nặn ra một nụ cười méo mó, cô gieo mình từ trên chiếc cầu nhảy ùm xuống sông. Làn nước lạnh bao phủ lấy cơ thể cô,
Nước chặn đứng nguồn oxy giúp cô duy trì sự sống. Không còn hô hấp mà cô bắt đầu căng cứng, tim đập nhanh, thần trí bắt đầu hoảng loạn. Từng neuron thần kinh làm việc hết công suất, thúc đẩy cô hoạt động, ngoi lên hít thở. Từng tế bào gấp rút làm tay cô cử động một cách vô thức. Nhưng tất cả đều vô dụng, vì tim cô đã chết. Chết để không muốn duy trì sự sống khổ ải, liên lụy bao nhiêu người thân quanh mình. Cô bắt đầu rơi vào trạng thái mê man, cơ thể cứ thế nhẹ nhàng chìm xuống. Ồm một tiếng vang lên, một bóng đen nhanh như cát chạy về bên này, lao xuống sông. Một người khác chạy theo phía sau, tay cầm đèn pin soi cho người phía trước. Gương mặt lo lắng, tháo cái bình kích cá trên vai xuống, muốn nhảy xuống giúp người kia. Còn chưa kịp nhảy, thì người bên dưới đã ngoi lên, tay lôi theo nhung. Hai người này đi kích cá đêm, đang kích ở dưới gầm cầu, thấy có thứ gì nhảy ồm xuống. Người bạn là anh Hòa đang cầm đèn soi thì nhận ra đó là một người vừa rơi xuống và đang chìm. Anh thức không màng nguy hiểm, ngay lập tức chạy đến lao xuống đúng chỗ Nhung đang chìm. Tà áo vẫn đang lập lờ trong nước. Rất nhanh anh đã tóm được Nhung lôi lên. May quá, cố lên, đưa tay đây. Anh Hòa ném cái bình kích cá xuống, chỉ tay ra túm vào tóc Nhung. Cô đã rơi vào trạng thái mê man, không biết còn sống hay đã chết. Anh thức phải dùng một tay quàng qua vai, kẹp vào cổ và nách cô để kéo lên. Cũng vì bơi bằng một tay mà anh cứ ngoi lên lại bị dìm xuống. Mãi mới vào gần được chỗ anh Hòa. Hai người ra sức kéo Nhung lên bờ. Anh thức trèo lên sau, miệng thở hồng hộc vì mệt. Cơ thể ướt át, nặng nhọc bò đến sờ vào mũi Nhung. Thấy hơi thở không còn, anh vội vàng đặt cô nằm ngửa, hô hấp nhân tạo. Nhấn lồng ngực đẩy nước ra ngoài. Sau 4 lần như thế, cơ thể Nhung giật giật lên mấy cái, nước từ trong miệng trào ra, sau đó là cơn ho sặc sụa. Bấy giờ hai người đàn ông mới thở phào nhẹ nhõm. Nhung lờ mờ mở mắt, ánh mắt vô hồn không chớp. Mất vài giây sau cô mới lấy lại ý thức, khó nhọc ngồi dậy. Thấy bên cạnh có hai người lạ, cô biết họ vừa cứu mình. Cô thều thào: Hai người cứu tôi làm gì? Để tôi chết đi, ai mượn hai người cứu tôi? Nói xong, cô siêu vẹo đứng dậy, loạn choạng muốn lao xuống sông tiếp. Anh Hoàng nhanh tay lao đến tống Nhung kéo lại, đẩy về phía trong, khiến Nhung ngã sóng xoài trên đất. Anh đứng trước mặt cô mà quát: Này cô điên à, thân thể mẹ cha cho, tuổi đời nước mắt thế kia, nhìn cũng tầm 20 tuổi thôi, hiếu cha mẹ báo chưa mà đòi chết. Nhung lại lao đến khóc lóc: Để tôi chết đi, tôi chết rồi á, có khi họ được sống an hưởng vài chục năm nữa, tôi sống họ còn khổ hơn, để tôi chết đi mà. Anh thức đứng lên túm lấy tay cô nói: Làm gì có chuyện á, con cái chết bố mẹ sống tốt được. Cô không nghĩ đến cảm giác của họ khi nhận được xác cô sao? Sẽ đau lòng biết bao khi kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Con người ai cũng có sai lầm, hãy sửa sai và sống tốt hơn để chuộc lại lỗi lầm, chứ không phải là trốn tránh một cách vô trách nhiệm như vậy. Nhung nghe thế thì uất ức gào lên: Nhưng tôi không có tội, tôi đã làm gì cơ chứ? Tôi đã cố gắng hết sức nghe lời nhịn nhục rồi mà. Là họ không buông tha tôi mà. Nhung ngồi phịch xuống đất, ôm mặt khóc lớn. Tiếng khóc thê lương ai oán vang vọng khắp mặt sông. Anh Hòa và Thức ngồi xuống bên cạnh, sợ cô lại nghĩ quẩn mà lao xuống sông một lần nữa. Khóc lóc một hồi, Nhung tự nhiên mở miệng nói chuyện. Cô dốc hết những tâm sự của mình ra mà nói. Cô kể lại tất cả những gì mình đã phải chịu, những uất ức nhà chồng dành cho cô, mà đến cả mẹ cô cũng không dám mở lời tâm sự. Để rồi giờ đây, đứng trước cái chết và hai người xa lạ, cô lại chẳng ngần ngại mà bộc bạch tất cả.
anh Hòa và Thức cũng chăm chú lắng nghe. Nghe đến đâu, gương mặt hai người tức giận đến đó. Bàn tay anh Thức nắm chặt từ bao giờ, hàm răng cũng nghiến vào nhau để kìm lại cơn giận trong lòng. Nhung vừa dứt lời, cả hai đồng thanh. Mẹ nó chứ, đúng là chó má mà. Con mẹ nhà nó có còn là con người không? Anh Thức tức quá, giơ lấy cục đá ném xuống sông. Dù không phải chuyện liên quan đến anh, nhưng nghe đến đâu, anh căm phẫn đến đó. Anh quay lại nói với Nhung. Cô yên tâm, tôi sẽ giúp cô. Giỏ quýt dày, có móng tay nhọn. Tập truyện của ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe. Mong là những gì mà Khôi và tác giả mang đến sẽ giúp quý cô chú anh chị có những trải nghiệm thật ý nghĩa. Khôi mong được quý cô chú anh chị ủng hộ bằng cách like, share và đăng ký kênh ạ. Xin chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.